Đại Thiên Thế Giới tập 49. Chào mừng các bạn đã đến với bộ phim 10 phút. Đầu tiên mọi người hãy dành ra 3 giây cho muội xin một like và comment những ý kiến đóng góp của mình vào phần bình luận nhé. Tiếp theo những diễn biến của tập trước. Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch nhìn Âm Thương, mạnh mẽ kháng trụ Hỏa Liên, sớm đã nổ ra một cái thật sâu hố to, mà Âm Thương hơi run rẩy bước chân đi ra, thân hình y nguyên đứng thẳng, chỉ có điều càng thêm chật vật. Tốt, không hổ là ta Âm Cửu Huyền nhi tử, lần này nhất định phải tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Thấy Âm Thương chịu đựng lấy Hỏa Liên uy lực, Âm Cửu Huyền vui mừng quá đỗi, Hỏa Liên bạo tạc nháy mắt sinh ra uy lực, khiến cho hắn đều là cảm thấy da đầu run lên, mà Âm Thương thế mà nương tựa theo linh thuật bên trong cấm thuật, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Ngọc Tiên tử Ngọc Diện băng lãnh, nhìn thoáng qua Âm Thương, lập tức than nhẹ một tiếng, môi đỏ phác họa ra một vòng cười khổ nói, đáng tiếc, vừa rồi nếu như không phải Tiêu Viêm cố ý khống chế Hỏa Liên uy lực, hiện tại Âm Thương đã nằm trên mặt đất. Một bên Vân Nhi mặt lộ vẻ kinh hãi, Tú Mục nhìn xem Tiêu Viêm, thấy người sau sắc mặt không khỏi có chút lo lắng nói, là Tiêu Viêm tiên sinh. Ngọc Tiên tử đưa ánh mắt về phía Tiêu Viêm, chỗ mi tâm, một tia sáng bóng trong suốt chợt lóe lên, môi son khẽ mở nói, hắn thể lực đã chống đỡ hết nổi, mà lại, vừa rồi dường như dùng linh hồn lực lượng đến ngăn chặn Hỏa Liên uy lực, linh hồn lực lượng cũng bị trọng thương, bây giờ muốn dùng linh hồn đến đối kháng Âm Thương đều không được. Nghe Ngọc Tiên tử, Vân Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệch, run rẩy nói, kia Tiêu Viêm tiên sinh, còn chưa nói xong, Ngọc Tiên tử trong con ngươi sáng bóng đã là ảm đạm đi, nói khẽ, có thể sẽ thua, không có cách, Âm Thương thực lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Trong cơ thể đau đớn chuyển đến, Tiêu Viêm cho mày không khiến cho biểu hiện trên mặt, vẫn là mặt không biểu tình nhìn xem Âm Thương, cái sau tuy nói làm hoàn mỹ phòng hộ, mà lại Hỏa Liên uy lực lại giảm bớt rất nhiều, nhưng hắn vẫn là thụ phi tổn thương, đế viêm uy lực không thể khinh thường. Trong cơ thể còn sót lại bổn nguyên đế khí bừa bãi tàn phá bạo động, Âm Thương mắt lộ ra sát cơ, phương tài Hỏa Liên uy lực y nguyên xuất hiện tại trước mắt, tuy nói nương tựa theo tu luyện được âm linh khí tức miễn cưỡng áp chế, nhưng vì chống cự Hỏa Liên uy lực, hắn gần như hao tổn trong cơ thể tất cả bổn nguyên đế khí. Hít sâu một hơi, Âm Thương toàn thân hắc khí hiện lên, hắc khí chảy qua thân thể, đau đớn mới có chỗ chậm lại. Vậy mà tổn thương nặng như vậy. Âm Thương biểu lộ che lấp, cảm thụ một chút trong cơ thể bạo ngược khí tức, sắc mặt đột nhiên phát xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Viêm, dưới chân hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình đã là cuồng sông mà đi, tuy nói mình bây giờ bản thân bị trọng thương, nhưng so với Tiêu Viêm, cần phải tốt hơn không ít. Tiêu Viêm thần sắc sắc bén, Âm Thương tốc độ so với trước đó tựa như khác nhau một trời một vực, nhưng đã mình bây giờ thương thế, muốn né tránh nói nghe thì dễ. Tiêu Viêm, để cho ta tới đối phó hắn, để ra hỏa này nếm thử cái này. Đột nhiên, Tiểu Ngạo có chút trêu tức thanh âm từ trong đầu truyền đến, Tiêu Viêm sờ sờ đầu, trong đó đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến nó nổi giận, nếu như trễ điều chỉnh, có thể sẽ đối linh hồn lưu lại khó có thể tưởng tượng thương tích. Tuy nói trước đó bởi vì uy thế quyết quan hệ, linh hồn của mình cũng cảm thụ qua Hỏa Liên uy lực, nhưng lần này lại cùng ngày xưa cũng khác nhau, linh hồn lực lượng lần thứ nhất như thế thân cận Hỏa Liên, loại kia uy lực vượt xa uy thế quyết hấp thu một phần trong đó mang đến đau đớn. Tốt, ta cũng sắp không chịu được nữa, không có nghĩ đến ra hỏa thế mà mạnh như vậy. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuồng sông mà đến Âm Thương, bàn tay vươn về trước, một đoàn đỏ kim sắc hỏa diễm nháy mắt xuất hiện, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện hỏa diễm bên trong dường như loáng thoáng bao hàm một tia màu đỏ sậm xương máu. Dưới chân cát đất lăn lộn, Âm Thương thân hình như là một đạo thẳng tắp màu đen vệt sáng, lướt qua giữa hai người, mọi người rung động ánh mắt bên trong, song quyền đột nhiên nắm chặt, không chút nào giữ lại sự xuất lực khí toàn thân, hắn đã nhìn ra, Tiêu Viêm đồng dạng là nỏ mạnh hết đà. Hắn có sung túc lòng tin, một kích này đủ để xuyên thủng cái sau thân thể. Lại là hỏa diễm. Trong mắt lóe lên một vòng mỉa mai, Âm Thương gầm thét một tiếng, song quyền phía trên hắc quang chợt hiện, đủ để xé rách không gian một cách hung hăng đánh phía Tiêu Viêm lồng ngực. Giữa không trung, quyền trái biến trưởng, đánh đòn phủ đầu hướng về Tiêu Viêm duỗi ra tay như thiểm điện đẩy đi. Tiếp nhận một kích, thế mà còn có thực lực cường đại như vậy, Âm Thương, không phải các ngươi có thể so sánh. Tưởng gia chủ sắc mặt ngưng trọng, đối trở lại bên cạnh Tưởng Trạch trầm giọng nói, nguyên lai tưởng rằng bằng Tưởng gia bí thuật, Tưởng Trạch tối thiểu có thể cùng Âm Thương liều cái lực lượng ngang nhau, hiện tại xem ra, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tưởng Trạch sắc mặt không giống lúc trước một loại ảm đạm, tâm tính của hắn so nó cha tốt hơn rất nhiều, sớm đã nghĩ thoáng, yên lặng nhẹ gật đầu, Tưởng Trạch nhìn về phía trong tràng, khí thế ngập trời Âm Thương cùng Tiêu Viêm hình thành so sánh rõ ràng, tuy nói cái sau khi triển ra kỳ dị hỏa diễm, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được, trận đấu này, Âm Thương thắng định. Tốt, giết hắn. Triệu Thanh Sơn khóe miệng cười lạnh, ánh mắt lửa nóng nhìn qua Âm Thương, Tiêu Viêm khí tức đã như có như không, một kích này căn bản không có khả năng né tránh. Ngọc Tiên tử gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, đầu ngón tay nắm chặt, trong lòng bàn tay cũng có vài tia mồ hôi, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra một vòng tự trách, đây hết thảy không đều là mình tạo thành sao?
thừa nhận lương tâm dày vò, Ngọc Tiên Tử trợn mắt nhìn xem không chỗ tránh né Tiêu Viêm, bị người âm thương hung hăng đánh trúng, trong nháy mắt, Ngọc Tiên Tử thân thể mềm mại khẽ run lên, trong đôi mắt đã là có nước mắt rơi xuống. Một tay nắm chặt Tiêu Viêm oanh tới một quyền hung hăng đánh vào ngực Tiêu Viêm, không xuất chúng người suy đoán, Tiêu Viêm lúc này bay ngược mà ra, cho dù ngực có Đế Viêm ngăn cản, vẫn là phun ra một cỗ máu tươi, bay ngược mấy mét sau ngã ầm ầm trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên thụ cực nặng tổn thương. Sắc bén ánh mắt đảo qua, âm thương khuôn mặt đột nhiên biến đổi, nhìn một chút nắm đấm của mình, hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này thế mà còn sống, mình thực lực làm sao hạ xuống nhiều như vậy. Hừ lạnh qua đi, âm thương cũng là phát giác được trong cơ thể mình phi tốc trôi qua khí lực, chợt lạnh cười một tiếng, chẳng qua cũng không quan trọng, lấy mình trước mắt điểm ấy lực lượng, đánh giết gia hỏa này ngược lại là đầy đủ, có thể đem mình bức bách đến bộ dáng này, người thanh niên này cũng coi như là cái thứ nhất. Bước chân mở ra, đang muốn đi hướng Tiêu Viêm, âm thương thân thể đột nhiên run lên, lập tức một vòng kinh hãi tràn ngập nó khuôn mặt, ngăn trở Tiêu Viêm lôi cuốn lên hỏa diễm bàn tay vươn ra, âm thương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trên tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng màu đỏ sậm thương thế, trên thương thế, màu xanh sương mù chậm rãi phát ra, không cần một lát, màu đỏ sậm thương thế đã là xuất hiện lan tràn đến toàn bộ bàn tay, đem lòng bàn tay ăn mòn, lộ ra bạch cốt âm u, hóa huyết giết xương máu. Âm thương nháy mắt nhận ra màu đỏ sậm thương thế nơi phát ra, sắc mặt rốt cục khó nhìn lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa Phí Sức đứng lên, gia hỏa này là làm sao làm được? Khục, Tiêu Viêm trên lồng ngực có chút lõm, còn tốt có Đế Viêm hộ thể, nếu không xương cốt đều sẽ đoạn hơn mấy cây. Giờ phút này ho kịch liệt lấy Phí Sức đứng lên, ánh mắt vô lực nhìn về phía âm thương, nhếch miệng gian nan cười nói, lấy đạo của người còn một thân chi thân, thế nào? Lấy chính mình đạo. Âm thương sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, nhưng lại không có biện pháp, muốn triệt để hóa giải hóa huyết giết độc thế, nhất định phải toàn tâm thần đầu nhập, mà bây giờ, Tiêu Viêm rõ ràng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, nhưng là độc thế lan tràn cũng không phải quá nhanh, chỉ một lát sau, toàn bộ cánh tay trái đã chết lặng, toàn tâm kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vọt tới, đánh thẳng trong đầu. Âm thương biểu tình dữ tợn dần dần tiêu tán, sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Tiêu Viêm, đột nhiên nhẹ cười một tiếng, lập tức cất cao giọng nói, ta nhận thua. Âm thương ngẩng đầu, trên cánh tay đã là che kín màu đỏ sậm thương thế, nói chuyện thời gian đã là tràn ngập đến chỗ cổ. Ba chữ lối ra, âm thương nhìn Tiêu Viêm một chút, trong ánh mắt đã là không có lúc trước hờ hững cùng băng lãnh, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, toàn thân màu đen linh khí phun trào, toàn tâm khứ trừ hóa huyết giết độc thế. Âm thương thanh âm không lớn, nhưng ở một chút đế vương trở lên cấp bậc cường giả trong tai lại như là kinh lôi, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất âm thương, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hắn nói cái gì? Âm Cửu Huyền sắc mặt nhăn nhó, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trước một khắc âm thương vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay, một quyền liền đem Tiêu Viêm đánh bay, làm sao đột nhiên liền nhận thua. Trước đó an ủi Âm Cửu Huyền, Huyền Âm môn giả lão cũng là khiếp sợ nhìn về phía âm thương, làm thấy người sau trên cánh tay độc thế về sau, Phương Tài thở dài một hơi, loại độc này thấy hắn tự nhiên là quá là rõ ràng, chính là hóa huyết giết xương máu dẫn đến, mà hóa huyết giết chính là phá vỡ tâm mâu bên trong chỗ phong ấn linh binh đế kỹ. Có điều, người thanh niên kia cũng trúng hóa huyết giết độc thế, vì cái gì không có chuyện? Huyền Âm môn giả lão thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Viêm, cái sau trên thân hiển hiện hỏa diễm, khiến cho không khỏi rơi vào trầm tư. Khục, sắc mặt trắng bệch ho nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm ánh mắt bình tĩnh nhìn qua âm thương, giờ phút này, trên mặt màu đen hoa văn dần dần biến mất, trên người quỷ dị vằn đen từ lâu tiêu tán, màu tóc cũng thay đổi là màu đen, xốc xếch xóa, nguyên bản thần sắc dữ tợn đã có chút bình thản, cũng không có đám người trong dự đoán tức hổn hển. Chỉ một lát sau, toàn bộ hội trường nháy mắt sôi trào lên, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô giống như thủy triều vọt tới, dù sao hai người chiến đấu thực sự là quá rung động, toàn bộ võ đài đều là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, từng cái hố sâu, tuyên cáo chiến đấu kịch liệt, mà cũng là ở đây, để đám người kiến thức đến cái gì là thế hệ thanh niên chiến đấu chân chính. Liếc mắt nhìn chằm chằm âm thương, Tiêu Viêm cũng nhịn không được nữa trong cơ thể đau đớn, hai chân mềm nhũn, vô lực ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược, run rẩy nuốt vào, đan dược vào miệng, một vòng mát mẻ lập tức truyền khắp toàn thân, đau đớn dường như giảm bớt rất nhiều. Bên tai vang dội đám người tiếng hoan hô, Âm Cửu Huyền sắc mặt âm trầm, bên cạnh Huyền Âm môn một đám trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn cũng đều biết Âm Cửu Huyền dự định, vốn là nghĩ đến để âm thương ra tay, thật tốt rung động một chút tiệt tinh dãy núi một đám cường giả, không nghĩ tới cuối cùng để không biết lai lịch ra hỏa đoạt danh tiếng. Âm Cửu Huyền ánh mắt sắc bén, trong tay áo song quyền nắm chặt, trong mắt lóe lạnh lẽo sát khí, nhưng trở ngại mọi người ở đây, cũng không dám tùy tiện ra tay. Hô, Ngọc Tiên Tử thở dài ra một hơi, chính tai nghe được âm thương nói ra ta nhận thua, khiến cho cái trước một viên run rẩy phương tâm cũng là bình phục xuống dưới, lập tức càng thêm kích động, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, loại kia run rẩy khiến cho lòng của mọi người đều tùy theo run rẩy. Tiêu Viêm chiến thắng, cũng liền mang ý nghĩa cầm tới Bạch Ngọc Linh lên cơ hội lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiên Tử mỹ mục nhìn về phía ngồi xếp bằng điều tức Tiêu Viêm, môi đỏ không khỏi nhếch lên một cái làm lòng người thần vì đó run lên độ cong. Gia hỏa này, thật đúng là không có khiến người ta thất vọng. Đúng, Vân Nhi, ngươi lập tức đi sàn bán đấu giá, đem Tiêu Viêm đấu giá mua đồ vật đế tinh thanh toán, còn có, đem ta Ngọc Tinh nạp giới lấy ra.
Nghe được Ngọc Tiên Tử hơi có vẻ âm thanh kích động, Vân Nhi cũng là mừng rỡ vạn phần, Bưu Thuận lên tiếng, lập tức lặng lẽ rời đi, trong lòng không khỏi toát ra nho nhỏ vui vẻ. Đặc sắc chiến đấu, Tiệt Tinh dãy núi thế hệ thanh niên, có hai người này, tương lai tuyệt đối sẽ danh chấn toàn bộ tinh vực. Không sai, hai người này chiến đấu, liền xem như ta, nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình, phía sau lưng ẩm ướt một mảnh. Hổ thẹn, thật là khiến người ta xấu hổ, lão phu thân là đế hoàng, rõ ràng đều là kinh hồn bạt vía. Trên đài cao, một chút đế hoàng cấp cường giả cũng là nghị luận ầm ĩ, trong lời nói càng nhiều thì là tán thưởng cùng sợ hãi thán phục, bất luận là nhận thua Âm Thương vẫn là cười đến cuối cùng Tiêu Viêm, hai người đều là cực kỳ cường đại. Âm Thương thua. Tưởng Trạch sắc mặt cổ quái, trước đó mình cùng Âm Thương lúc chiến đấu, đối phương hùng hồn bổn nguyên đế khí phảng phất liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn, cho cảm giác của mình phảng phất là một ngọn núi lớn, mà giờ khắc này, thế mà chủ động nhận thua, nếu như không có độc thế ảnh hưởng, đoán chừng thua hẳn là Tiêu Viêm. Tưởng gia gia chủ ánh mắt sắc bén, một chút chính là nhìn ra nguyên nhân, dường như biết Tưởng Trạch suy nghĩ trong lòng, thở dài một hơi, lo lắng nói, trước đó Hỏa Liên bạo tạc một nháy mắt, uy lực hẳn là bị cố ý giảm xuống, nếu không, Âm Thương 8-9 phần 10 sẽ đổ vào Hỏa Liên công kích đến. Nghe được phụ thân lời nói, Tưởng Trạch ánh mắt lẫm liệt, sau đó sắc mặt hơi đổi, lúc này mới nhớ tới, mình bị dư âm nổ mạnh lan đến gần lúc, chỉ là bị thương nhẹ. Hai cái quái vật, Tưởng Trạch mắt lộ ra kinh hãi, ngơ ngác lắc đầu. Triệu Thanh Sơn ngồi tại cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng, nguyên bản trông cậy vào Âm Thương đánh giết Tiêu Viêm, không ngờ tới sẽ là như thế một cái cục diện, lập tức ánh mắt dừng lại, một tia cười lạnh phù hiện ở trên khuôn mặt. Điều tức chỉ chốc lát, Tiêu Viêm mở mắt đứng dậy, lúc này Âm Thương trên cánh tay độc thế cũng tận số bị áp chế, thương thế trên người cũng tại âm linh khí tức điều tức hạ khôi phục nhanh chóng. Tiêu Viêm đứng dậy nháy mắt, trong ánh mắt nháy mắt tụ tập đến cái trước trên thân, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, chính là nhìn về phía trên đài Âm Cửu Huyền, mỉm cười, hướng về sau người nhẹ nhàng bái. Âm Cửu Huyền sắc mặt băng lãnh, nhìn thấy Tiêu Viêm khóe miệng ngậm lấy nụ cười, phảng phất minh bạch cái gì, ánh mắt càng thêm băng lãnh, nhưng mặt ngoài lại không chút biến sắc, lạnh nhạt đứng dậy, thanh âm to nói, tốt một trận đặc sắc chiến đấu, thế mà có thể chiến thắng Âm Thương. Dừng một chút, Âm Cửu Huyền nhếch miệng cười nói, ngươi tên là gì? Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, cất cao giọng nói, vậy ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Huyền Âm môn? Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Âm Thương sử xuất lớn âm linh thuật về sau thực lực, lấy thiên phú của ngươi, nếu như tu tập lớn âm linh thuật, thực lực tuyệt đối có thể lại lần nữa tăng cường. Âm Cửu Huyền tiếng như chuông lớn, vang vọng toàn trường, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, khiến người không dám sinh lòng kháng cự, mà nó trong lời nói dụ hoặc chi nặng, cũng làm cho đám người vì đó tâm động. Lớn âm linh thuật thế nhưng là Huyền Âm môn bí mật bất truyền, người người nghĩ vừa xem mà khổ không cơ hội, lần này thế mà lấy làm mồi nhử, vô số trong lòng người đều là nháy mắt cuồng nhiệt. Thật xin lỗi, Tiêu Mỗ không có hứng thú này. Tiêu Viêm không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Lớn âm linh thuật mặc dù có chút cường hoành, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, nó tu luyện âm linh khí tức cùng Đế Viêm hoàn toàn là chỏi nhau, tự mình tu luyện tuyệt đối sẽ không có cái gì thành tựu. Nghe được Tiêu Viêm trực tiếp cự tuyệt, mọi người đều là sững sờ, lập tức thầm kêu đáng tiếc. Mục tiêu của mọi người gần như đều là hướng về phía lớn âm linh thuật đi. Gia hỏa này, thế mà không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Tiêu Viêm không chút khách khí cự tuyệt, Âm Cửu Huyền thần sắc lập tức trầm xuống, lập tức khôi phục lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia thật là đáng tiếc, đã như vậy, ta cũng liền không nói nhiều, lần tranh tài này người thắng trận có thể hướng bổn môn chủ sách một cái yêu cầu, nói đi, yêu cầu của ngươi. Nghe được Âm Cửu Huyền lời này, Ngọc Tiên Tử ánh mắt một chút nhìn về phía Tiêu Viêm, trong thần sắc hiếm thấy lộ ra một vẻ khẩn trương. Liền lớn âm linh thuật đều là chướng mắt, Huyền Âm môn còn sẽ có cái gì bị gia hỏa này coi trọng? Triệu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, đầy mắt ao ước, nghe được Tiêu Viêm trực tiếp cự tuyệt không khỏi hung ác cắn răng. Nếu như Tiêu Viêm muốn lớn âm linh thuật, vậy hắn liền có thể âm thầm cướp đoạt tới, tránh Huyền Âm môn xung đột. Tiêu Mỗ muốn Huyền Âm môn kia một gốc, Bạch Ngọc Linh Liên, âm môn chủ có thể bỏ những thứ yêu thích. Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, Âm Cửu Huyền sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Bạch Ngọc Linh Liên, đó là vật gì? Tiêu Viêm tiếng nói vang lên, lập tức gây nên đám người nghị luận, nhưng càng nhiều cũng là thở dài, cho rằng Tiêu Viêm cự tuyệt Âm Cửu Huyền mời thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Mà may mắn thanh âm đồng dạng không ít, nếu như tên là Tiêu Viêm thanh niên thật ra nhập Huyền Âm môn, dựa vào Âm Thương cùng Tiêu Viêm hai yêu nghiệt, Huyền Âm môn thế tất sẽ trở thành ngày sau Tiệt Tinh dãy núi duy nhất bá chủ. Dù sao, hai người thực lực quá cường đại, một cái liền có thể quét ngang gia tộc khác thiên tài, nếu như hai người liên thủ, loại tràng cảnh đó, thật không dám tưởng tượng. Âm Cửu Huyền sắc mặt âm trầm, ánh mắt mịt mờ nhìn về phía xa xa Ngọc Tiên Tử. Hàm răng cắn chặt, hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu được, Tiêu Viêm chính là nữ nhân này tìm đến, thay nàng yêu cầu Bạch Ngọc Linh Liên người. Trong tay áo song quyền cầm thật chặt, Âm Cửu Huyền nội tâm nổi giận, hận không thể một trưởng đem phía dưới thanh niên đánh chết, cuối cùng là nhịn xuống. Tiệt Tinh dãy núi nhiều như vậy gia tộc và tông môn trưởng lão đều ở chỗ này, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện dẫn tới chúng nộ. Tiện nữ nhân, dám cùng ta chơi bộ này. Âm Cửu Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tiêu Viêm cười nhạt một cái nói, đang ngồi một chút luyện đan đại sư nghĩ đến hẳn phải biết, Bạch Ngọc Linh Liên gần như tại luyện đan giới tuyệt loại, bản môn làm sao lại có, huống hồ, ngươi muốn loại đồ vật này làm gì?
Âm Cửu Huyền tiếng nói vừa dứt, sau người một chút tuổi tác lớn râu trắng đáng xem cũng là có phần gật đầu, hiển nhiên cũng đã được nghe nói Bạch Ngọc Linh Liên tên tuổi, cũng biết nó thưa thớt trình độ. Tiêu Viêm Văn Ngôn sững sờ, chính không biết trả lời như thế nào lúc, một đạo mị hoặc thanh âm đã là nhẹ nhàng truyền đến, thanh âm vừa xuất hiện, khiến cho trong lòng mọi người khẽ động, không khỏi nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Âm môn chủ cũng không cần cất giấu, một năm trước, Ngọc Nhi thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, ngươi đem Bạch Ngọc Linh Liên mua xuống, đã tiểu huynh đệ này có thể đánh bại âm thương thu hoạch được thứ nhất, đem Bạch Ngọc Linh Liên cho hắn có cái gì không thể. Ngọc Tiên Tử mỉm cười đi tới, mỹ mục nhìn về phía Âm Cửu Huyền, xảo cười thản nhiên, phong tình vạn chủng, khiến cho chung quanh một chút thanh niên cuồng nuốt nước miếng. Ha ha, Ngọc Tiên Tử nói không sai, âm môn chủ, đã quý phu nhân đều đáp ứng, ngươi liền cho hắn chính là... Đúng, Tiêu Viêm ta đêm qua dược các lầu 2 gặp qua, có thể lên lầu 2, cũng nói hắn là một cái luyện đan sư muốn một gốc dược liệu, cũng hợp tình hợp lý. Một chút không rõ nội tình lão đan sư thấy Ngọc Tiên Tử, nhào nhào vuốt râu mà cười, trong mắt bọn hắn, Ngọc Tiên Tử cùng Âm Cửu Huyền đã sớm là vợ chồng, vui kết liền cành. Ngọc Tiên Tử nghe cũng không giận, y nguyên cười nhìn xem Âm Cửu Huyền, nhưng con ngươi chỗ sâu, nhưng lại có nồng đậm căm hận. Âm Cửu Huyền sắc mặt băng lãnh dị thường, người không biết chuyện chỉ sẽ cho rằng là không nỡ kia một gốc Bạch Ngọc Linh Liên, không khỏi cười ra tiếng, nghị luận ầm ĩ. Âm Cửu Huyền con người lạnh lẽo, trong mắt đằng đằng sát khí, so với lớn âm linh thuật, Bạch Ngọc Linh Liên với hắn mà nói càng thêm chân quý, có nó, chính mình mới có thể có cơ hội nhúng chàm Ngọc Tiên Tử, nếu như Bạch Ngọc Linh Liên bị cái sau cầm đi, vậy mình bỏ bao công sức ẩn nhẫn mấy năm cố gắng liền toàn bộ uổng phí. Phụ thân, đem Bạch Ngọc Linh Liên lấy ra đi. Đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm từ phía sau Tiêu Viêm truyền đến, âm thương không biết lúc nào đã khôi phục, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là đi lên phía trước, nhìn xem Âm Cửu Huyền thản nhiên nói. Mặc dù không cam tâm, nhưng tinh tế hồi tưởng lại, Tiêu Viêm thực lực lại là thắng ta, nếu như vừa rồi Hỏa Liên không có bị tận lực khống chế, Hải Nhi đã sớm đứng không dậy nổi. Âm thương nhìn Tiêu Viêm một chút, chậm rãi lắc đầu, thanh âm lại trong sáng vô cùng, cũng khiến cho một chút huyền âm môn môn chúng rất là ngạc nhiên, bình thường lời nói không nhiều thiếu chủ, hôm nay nói thế nào nhiều như vậy? Ngươi không hiểu. Âm Cửu Huyền sắc mặt lạnh lẽo, trừng mắt Âm Thương, ánh mắt phức tạp, không biết là nên mắng vẫn là nên khen ngợi. Âm Thương Văn Ngôn nhíu mày, lập tức thần sắc hờ hững, âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân, ta hiện tại là đang cầu ngươi. Lời nói lạnh như băng từ Âm Thương trên thân lan tràn ra, khiến cho nó bên cạnh thân thể xa chưa khôi phục Tiêu Viêm, đều là nhịn không được khẽ run lên. Âm Cửu Huyền Văn Ngôn sắc mặt hơi đổi, hắn rõ ràng hắn đứa con trai này, lòng tự trọng cực mạnh, ngạo khí cũng phi thường cao, nhưng đối với cùng thực lực mình không sai biệt nhiều thanh niên lại cực kỳ kính trọng. 7 tháng trước, một cái gọi Lâm Đào thanh niên đến nơi đây tôi luyện, hai người đại chiến một trận, tự nhiên là Âm Thương bại trận, nhưng từ đó hai người gặp nhau hận muộn, lẫn nhau xưng là huynh đệ, mà giờ khắc này, tên là Tiêu Viêm gia hỏa, dường như cũng bị Âm Thương tán thành. Bị mọi người chung quanh cùng con của mình bức bách, Âm Cửu Huyền rốt cục ngồi không yên, vô lực thán một tiếng, đối bên cạnh tiến áp sát người hộ vệ căn dặn một chút, cái sau cung kính trở ra, hướng về cách đó không xa Huyền Âm môn tông môn vội xông mà đi. Nhìn thấy hộ vệ rời đi, Ngọc Tiên Tử mỹ mục bên trong chảy ra một tia không người phát giác mừng rỡ, nhưng vẫn là nhàn nhạt cười một tiếng, bước liên tục khẽ rời, ngồi vào khoảng cách Âm Cửu Huyền cách đó không xa một cái trên ghế, mọi người chung quanh vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lại đều đặt ở cái trước trên thân. Lặng lẽ nhìn về phía Ngọc Tiên Tử, Âm Cửu Huyền nội tâm sát ý ngập trời, hận không thể đem một trưởng đánh giết. Đa tạ. Thấy Âm Cửu Huyền đáp ứng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Âm Thương, do dự một chút vẫn là ôm quyền nói, đây là hắn phải làm. Âm Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua Âm Cửu Huyền, sau đó đưa ánh mắt về phía Tiêu Viêm, băng lãnh trên mặt hiếm thấy chảy ra một tia khẽ cười nói, còn muốn đa tạ Tiêu huynh, vừa rồi tại khôi phục quá trình bên trong, ta ngược lại là đột nhiên lĩnh ngộ lớn âm linh thuật mặt khác, cảm giác có ngộ hiểu, đây cũng là ta khổ sở suy nghĩ hơn một tháng không có chút nào tiến triển lo nghĩ, vô cùng cảm kích. Âm Thương thần sắc trịnh trọng, ban đầu vẻ dữ tợn sớm đã không gặp, tóc đen tùy ý hất lên, nhìn qua cũng là có chút tuấn lãng, chỉ có điều kia một đôi đạm mạc con ngươi lại thực sự là quá chấn nhiếp. Tiêu Viêm Văn Ngôn ngẩn người, lập tức chật chật sợ hãi thán phục, gia hỏa này quả nhiên là một thiên tài, loại tình huống này đều có chỗ đốn ngộ. Tiêu huynh công kích cương liệt sắc bén, không biết phải chăng là có hứng thú tu tập lớn âm linh thuật. Đến lúc đó cương liệt cùng âm nhu cùng tồn tại, so sánh uy lực công kích sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Nghe Âm Thương đề nghị, Tiêu Viêm không khỏi lâm vào trầm tư, hơn nửa ngày mới có hơi tiếc nuối lắc đầu, xin lỗi tiếng nói, ta tu tập công pháp không biết có thể hay không dung nạp lớn âm linh thuật, nếu như xảy ra điều gì đường rẽ, liền có chút được không bù mất. Văn Ngôn, Âm Thương có chút gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy hai người nói chuyện bộ dáng, trên đài tất cả mọi người là đáy lòng co lại, trước đó còn hận không được oanh sát đối phương, bây giờ lại khuôn mặt tươi cười trò chuyện với nhau. Tưởng Trạch nhìn phía dưới hai người, trong mắt lóe lên ao ước, dùng võ kết bạn, đây là bọn hắn chỗ tôn sùng phương thức, nhưng lấy bọn hắn thực lực, nhưng không có tới trò chuyện thực lực. Ước chừng một lát sau, bị điều động đi hộ vệ chính là trở về, đem một cái hộp ngọc tất cung tất kính đưa cho Âm Cửu Huyền. Âm Cửu Huyền ánh mắt phức tạp tiếp nhận hộp ngọc, thần sắc vật lộn một phen, tại ánh mắt của mọi người bên trong, chịu đựng phẫn nộ trong lòng, đem nó vứt cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một cái tiếp được, trên tay bổn nguyên đế khí bao trùm, đem cái nắp mở ra, trong hộp ngọc
một cái giống như liên hoa màu trắng dược liệu đang lẳng lặng nằm ở trong đó, Hương Xạ Ích Thanh. Tiêu Viêm trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tiên Tử, chỉ thấy cái sau chính mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mỹ mục gấp gấp nhìn chằm chằm ngọc trong tay của mình hộp. Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng không khỏi hô thở ra một hơi, còn may là không phụ nhờ vả, Bạch Ngọc Linh Liên rốt cục đến tay. Đem Bạch Ngọc Linh Liên đưa ra ngoài, Âm Cửu Huyền cho mày, vừa rồi hắn cũng là rõ ràng nhìn thấy Ngọc Tiên Tử trên mặt một vòng vui mừng, cắn răng, Âm Cửu Huyền thật sâu nhìn Tiêu Viêm một chút, lập tức ngẩng đầu tứ phương, cất cao giọng nói, lần này thi đấu sự tình, tiểu bối ở giữa ra tay, hy vọng có thể để chư vị tận hứng. Đám người Văn Ngôn đáy lòng đều là kéo ra, loại bọn tiểu bối này ở giữa chiến đấu, thực sự là quá mức kinh người, liền xem như một chút đế vương chiến đấu, đều không kịp Tiêu Viêm cùng Âm Thương hai người vừa rồi kịch liệt. Tiêu huynh ngày sau dự định đi nơi nào? Tại Âm Cửu Huyền dáng chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười cùng mọi người đàm tiếu lúc, Âm Thương chắp tay sau lưng, bão cát cuốn lên, đem nó loạn phát thổi dương, lộ ra kiên nghị khuôn mặt, con người bên trong không có một tia cảm giác bị thất bại, chú định đây là một cái tương lai cường giả. Âm Thương nhìn Âm Cửu Huyền một chút, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, thản nhiên nói, Học viện Vân Lạc kia là ta hiện tại mục tiêu. Tiêu Viêm cũng không có chút nào giấu giếm, cao giọng trả lời. Vân Lạc. Âm Thương mỉm cười gật đầu, Học viện Vân Lạc đại danh, tại toàn bộ Tiệt Tinh dãy núi đều vì người biết, nhưng ở nơi này, nghĩ đến gia nhập Vân Lạc người lại lác đác không có mấy, không vì cái gì khác, riêng là học viện hai chữ, biến để những thiên tài này vì đó nhíu mày, cường giả chân chính là tại sát phạt cùng phấn đấu bên trong luyện thành, đợi tại tháp ngà giống như trong học viện, là không có cái gì tiền đồ. Loại thuyết pháp này, Âm Thương cũng từng tin tưởng không nghi ngờ, thẳng đến 7 tháng trước. Lúc kia, mình còn chưa có bắt đầu lĩnh hội lớn âm linh thuật chân chính hàm ý, vẻn vẹn tu tập mấy lớn bí thuật, chính là dễ như trở bàn tay đánh bại chung quanh tất cả được xưng là thiên tài thanh niên, thẳng đến có một ngày, một cái đến từ học viện Vân Lạc thanh niên lại tới đây tu luyện, mình cùng hắn chiến một trận. Vẻn vẹn 3 chiêu, mình chính là hộc máu đổ xuống, Âm Thương đến nay còn nhớ rõ, tại Tiệt Tinh dãy núi bạo ngược trong bão cát, thanh niên mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt sáng như sao, một thân áo bào đen theo gió đong đưa, kiên cố thân thể phẳng phất một tòa núi lớn, vẻn vẹn đứng ở nơi nào, chính là cho hắn một loại khó mà vượt qua cảm thụ. Cũng chính bởi vì một lần kia kích thích, mới khiến cho mình quy về tỉnh táo, hạ quyết tâm triệt để đốn ngộ lớn âm linh thuật. Học viện Vân Lạc, cái chỗ kia, xác thực có thiên tài, liền ta đều là nhìn mà không kịp. Âm Thương thở dài, trong giọng nói lại không có quá nhiều cô đơn, hắn tự ngạo cùng thống hận, tại người thanh niên kia trước mặt đã sớm tan thành mây khói. Nếu như Tiêu huynh tại Học viện Vân Lạc có thể nhìn thấy Lâm Đao, thay ta gửi lời thăm hỏi. Âm Thương lập tức mỉm cười, người thanh niên kia chính như bây giờ Tiêu Viêm đồng dạng, đều để lại cho hắn khó mà xóa đi ấn tượng. Lâm Đao, Tiêu Viêm sắc mặt cổ quái, lập tức nghĩ đến Tử Hoa Tông Lâm Kiếm, có điều cũng nghĩ không thông hai người này làm sao lại nhận biết. Một nháy mắt do dự về sau, Tiêu Viêm cũng nhẹ gật đầu, xem ra, bất luận là Lâm Kiếm vẫn là Âm Thương, mình cùng tên là Lâm Đao gia hỏa, đều chú định có một trận gặp nhau. Âm Thương quay người rời đi, thanh âm rõ ràng truyền vào Tiêu Viêm trong tai, ta muốn ở chỗ này, ngộ ra lớn âm linh thuật hết thảy huyền cơ, sau đó đi Minh Viêm thần vực, nơi đó có một cái đại phái, tên là Địa Khôn Phái, nghe nói, trong đó có hoàn chỉnh âm quyển. Nghe được Âm Thương, Tiêu Viêm không khỏi sững sờ, âm quyển, đó là vật gì? Đa tạ chư vị cổ động, ta dược các đệ tử thu hoạch được lần này tranh tài thủ vị, vi biểu ăn mừng, chư vị đến dược các mua dược liệu, toàn bộ nửa giá. Ngọc Tiên Tử lúc này cũng là đứng dậy, mị hoặc thanh âm vang vọng toàn trường, yên nhiên nụ cười hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Ha ha, chúc mừng Ngọc Tiên Tử, dược các thật sự là có phúc lớn, có được như thế đệ tử xuất sắc. Đám người Văn Ngôn cũng là nhao nhao mở miệng, đa số đều là đánh lấy nịnh bợ Ngọc Tiên Tử bản tính, tự nhiên cũng không ít lão đan sư vì Ngọc Tiên Tử đại khí cao hứng. Tại Âm Cửu Huyền âm trầm ánh mắt dưới, Ngọc Tiên Tử hướng phía Tiêu Viêm gật đầu cười, sau đó hướng về Huyền Âm Bảo bên trong đi đến. Tiêu Viêm lập tức hiểu rõ, ánh mắt mịt mờ nhìn về phía chung quanh, lập tức đi theo mà lên. Phái mấy cái thông minh cơ linh một chút, đem dược các tiếp cận, chỉ cần Tiêu Viêm rời đi liền đến nói cho ta. Âm Cửu Huyền thần sắc âm lãnh, trong ánh mắt hàn mang phun trào, đối một bên Huyền Âm Môn giả lão âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm bên trong tràn ngập sát khí. Huyền Âm Môn giả lão Văn Ngôn thần sắc đồng dạng lạnh lùng nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm không hiểu hỏa diễm, hắn cũng thực sự là hiếu kỳ vô cùng. Thấy Ngọc Tiên Tử cùng Tiêu Viêm rời đi, Triệu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh quang, nhìn thoáng qua đã tỉnh táo lại sắc mặt tái nhợt Triệu Thạc, trực tiếp rời đi. Sau lưng, Triệu Thạc sắc mặt trắng bệch nhìn thoáng qua Tiêu Viêm bóng lưng, vừa mới thanh tỉnh lại về sau, hắn sớm đã tại mọi người xì xào bàn tán bên trong minh bạch trận đấu này, thắng bại rốt cuộc, tên kia, thực lực thế mà sẽ mạnh như vậy. Ngọc Tiên Tử đi ở phía trước, rời đi tầm mắt của mọi người sau thả chậm lại bước chân, chờ Tiêu Viêm tới về sau, xinh đẹp nụ cười trên mặt đầy mặt, khóe miệng một nụ cười như là xé mở màn đêm sao trời, sáng tỏ lóa mắt, làm lòng người động, đôi mắt như là một đạo loan nguyệt, để lộ ra ấm áp ánh mắt. Tiêu Viêm lúc này đã là thay đổi y phục, xuất ra chứa Bạch Ngọc Linh Liên hộp ngọc, giao cho cái trước, nhếch miệng cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Ngọc Tiên Tử nhìn trước mắt dáng người thẳng tắp thanh niên, khóe miệng nụ cười càng tăng lên, không chỉ là bởi vì mong nhớ ngày đêm Bạch Ngọc Linh Liên đến tay, càng là trong lòng một vòng vui vẻ, loại này vui vẻ, thật sự là thật nhiều năm chưa từng xuất hiện. Làm phiền. Ngọc Tiên Tử mị nhã như tơ, đầu ngón tay duỗi ra tiếp nhận hộp ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp.
Đúng, mấy ngày nay ngươi liền đợi tại dược các đi, ngươi nếu là ra ngoài, Huyền Âm môn người chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta đem Bạch Ngọc đan luyện chế ra đến về sau, thực lực của ta liền có thể khôi phục hơn phân nửa, đến lúc đó, bản các chủ tự mình cùng ngươi ra ngoài, ta ngược lại muốn xem Âm Cửu Huyền còn có hay không lá gan kia. Ngọc Tiên Tử đem hộp ngọc thu nhập nạp giới, môi đỏ khẽ mở nói. Tiêu Viêm Văn Ngôn không có bao nhiêu do dự liền gật đầu đáp ứng, lấy mình trước mắt thương thế, muốn triệt để khôi phục, chưa được mấy ngày đoán chừng không có khả năng, mặc dù có Tiểu Ngạo, nhưng ai biết Huyền Âm môn sẽ đùa nghịch xuất cái gì thủ đoạn. Vậy liền đa tạ Ngọc các chủ. Tiêu Viêm vỗ vỗ ngực, một trận đau đớn truyền đến, toàn thân phẳng phất đều muốn tan ra thành từng mảnh. Ngọc Tiên Tử thấy này mỉm cười, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở Tiêu Viêm ngực, ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc dưới, Ngọc Tiên Tử cái trán hiện lên có chút quang hoa, một cỗ tinh thuần bổn nguyên đế khí chậm rãi chảy ra, trải qua Ngọc Tiên Tử ngọc thủ tiến vào Tiêu Viêm ngực, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy một dòng nước nóng từ ngực truyền khắp toàn thân đau đớn lúc này phẳng phất biến mất hơn phân nửa. Có chút giật mình nhìn Ngọc Tiên Tử một chút, loại năng lực này cũng không phải phổ thông bổn nguyên đế khí liền có thể làm được. Ngọc Tiên Tử đón Tiêu Viêm ánh mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chán điểm nhẹ, nói, về trước dược các. Ngọc Tiên Tử lập tức đi đến, Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng là đi theo. Trên đường nói đến Âm Thương, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, cũng là xúc động thở dài, tên kia, tuyệt đối là mình đi vào đại thế giới. Sau nhìn thấy số lượng không nhiều thiên tài chân chính, cái thứ nhất, chính là tại Sâm Vực lúc, gặp phải Trung Nguyên. Chỉ tiếc cái sau lúc này đã không biết thân ở phương nào, về phần Tiêu tộc mấy cái thế hệ tuổi trẻ, vẫn là thiếu khuyết một chút chân chính sát phạt khí tức. Tên kia rất lợi hại, bằng vào năng lực của mình liền có thể hiểu thấu đáo lớn âm linh thuật, tương lai có cơ hội, nói không chừng thật có thể ngộ ra âm quyển. Ngọc Tiên Tử nghe Tiêu Viêm, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, Địa Khôn môn là Minh Viêm thần vực siêu nhất lưu môn phái, có được thánh giai công pháp, âm dương cuốn chúng âm quyển, tới đối ứng là trời càn tông, nắm giữ dương quyển. Trầm tư chỉ chốc lát, Ngọc Tiên Tử thanh âm dịu dàng như ngọc, khiến người như gió xuân ấm áp. Đúng, âm quyển bên trong mấy cái bí thuật, ta đổ sẽ trong đó một bộ phận, ngươi có muốn hay không học? Ngọc Tiên Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười. Lớn âm linh thuật, tại âm quyển bên trong chẳng qua là xếp hạng vị thứ 6 bí thuật, mà ta biết mạnh nhất bí thuật, thế nhưng là xếp hạng thứ 3 lớn âm táng thuật. Ngọc Tiên Tử ngọc diện mang cười, nhìn Tiêu Viêm một chút, nói khẽ, nếu như ngươi muốn học, bằng ngươi đem Bạch Ngọc Linh Liên cho ta muốn trở về phân thượng, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Ngọc Tiên Tử phát ra nhẹ linh tiếng cười, mấy thị nữ chen chúc bên trong hướng về dược các đi đến, Tiêu Viêm nao nao, sau đó mắt lộ ra nghi hoặc theo sát mà đi. Dựa theo Ngọc Tiên Tử nói, âm dương cuốn chúng bí thuật tương hỗ là bổ sung, âm dương hợp nhất, phương tài có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, đẩy mà cùng chi, thế gian tất cả công pháp, đế kỹ đều là đạo lý này, âm hiểm dương bổ, âm dương liên hệ, mới là thế giới này bản chất, cho dù đối với những Tiêu Viêm nghe vào có chút nghi hoặc, nhưng nhất là dễ hiểu đạo lý cũng minh bạch mấy phần. Mình nắm giữ đế kỹ, vô luận là Bát Phương Kinh Lôi Thước vẫn là Đế Viêm Bí Kỹ, đều là cương liệt dương tính, tuy nói thẳng thắn thoải mái ở giữa khí thế bằng bạc, nhưng cuối cùng thiếu mấy phần âm nhu lực lượng, nếu như bổ nhập trong đó, những uy lực của chiêu thức tuyệt đối sẽ mạnh lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không khỏi gãi đầu một cái, đối với những hắn là không hiểu ra sao, căn bản không biết cần thiết phải chú ý cái gì. Gãi đầu một cái, Tiêu Viêm ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy phía trước Ngọc Tiên Tử linh lung dáng người, đột nhiên trong lòng hơi động, có lẽ mị hoặc quá phận nữ nhân hẳn phải biết một chút đi. Huyền Âm môn bất đắc dĩ đem Bạch Ngọc Linh Liên giao cho Tiêu Viêm, Âm Cửu Huyền tức sôi ruột, nhưng hắn cũng là một cái tại Tiệt Tinh dãy núi tiếng tăm lừng lẫy kiêu hùng, bộ mặt biểu lộ tại tiễn biệt vô số cường giả lúc một mực duy trì nụ cười, thẳng đến trở lại Huyền Âm môn, một bụng hỏa khí phương tài bộc phát ra. Tiện nữ nhân, thế mà dùng loại phương pháp này trêu đùa bản môn. Âm Cửu Huyền ngồi tại trên ghế bạch đàn, hai mắt như muốn phun lửa, cắn răng, từng chữ nói ra, sắc bén khí tức lan tràn ra, khiến cho toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập kiềm chế cảm giác. Trong đại sảnh cái khác Huyền Âm môn giả lão cũng không dám xúc động lúc này, Âm Cửu Huyền từng cái hai mắt khép hờ, không biết suy nghĩ cái gì. Cho ta đi thăm dò, nhất định phải điều tra ra tiểu tử kia là ai, dám phá hỏng bản môn chuyện tốt, bản môn muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Một bàn tay đột nhiên đập trên bàn, cái bàn nhất thời chia năm xẻ bảy, Âm Cửu Huyền cơ hồ là đang gầm thét lấy kêu đi ra, xưa nay trầm ổn uy nghiêm trên mặt, giờ phút này nổi gân xanh, cơ bắp đều đang run rẩy. Ngoài cửa mấy cái Huyền Âm môn đệ tử tinh anh không dám thất lễ, vội vàng cúm núm xác nhận, lập tức như được đại xá rời khỏi nơi này. Âm Cửu Huyền Hoàng đạo khí thế thực sự là quá dọa người, bọn hắn những chẳng qua đế vương đệ tử, hoàn toàn không chống đỡ được. Bẩm, bẩm môn chủ. Âm Cửu Huyền đại phát lôi đình lúc, một thanh niên đệ tử đột nhiên từ ngoài cửa tiến đến, nhìn thoáng qua lửa giận ngập trời Âm Cửu Huyền, sắc mặt rõ ràng có chút trắng bệch, một chân quỳ xuống có chút run tiếng nói. Nói Âm Cửu Huyền giờ phút này như là một đầu nổi giận cuồng sư, lạnh lùng nhìn người đến một chút, nhận ra là cùng theo Âm Thương mấy tên đệ tử một trong, chính là đè xuống lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói. Thanh niên đệ tử nuốt từng ngụm nước bọt, ôm quyền nói, thiếu chủ nói hắn tại cùng Tiêu Viêm lúc giao thủ, có một chút lớn âm linh thuật bên ngoài cảm ngộ, cho nên nghĩ bế quan mấy tháng. Nghe thanh niên nói, Âm Cửu Huyền cùng trong đại sảnh mọi người đều là sững sờ, sau đó Âm Cửu Huyền chính là cuồng hỉ,
ha ha cười nói, tốt, con ta thật sự là ngút trời kỳ tài, lớn âm linh thuật bên trong thật nhiều bí thuật, huyền âm môn mấy đời môn chủ đều không có tìm hiểu thấu đáo, con ta thế mà đã lĩnh hội đến lớn âm linh thuật bên ngoài. Nghe được âm cửu huyền, trong đại sảnh đông đảo già lão đều là ám đạo hổ thẹn, trong bọn họ rất nhiều người đều là tu tập lớn âm linh thuật, thế nhưng là tu tập mấy chục năm còn không có ngộ ra trong đó 2/3, thế nhưng là âm thương đã sớm siêu việt bọn hắn. Hổ thẹn qua đi, đám người cũng là cảm khái không thôi, huyền âm môn có thể ra như thế một cái kỳ tài ngút trời, có thể nói là bọn hắn cơ duyên lớn lao. Tốt, đi cho hắn nói, để hắn toàn tâm thân bế quan, chuyện khác không cần hắn nhọc lòng. Âm cửu huyền giờ phút này cũng là tâm tình thật tốt, vung tay lên cất cao giọng nói. Thanh niên Văn Ngôn cũng không hề rời đi đứng dậy rời đi, do dự một chút, lại thấp giọng nói, thiếu chủ còn nói cái gì rồi? Âm cửu huyền ý cười giạt rào, ngồi trên ghế bạch đàn, lúc trước sắc bén khí tức sớm đã thu liễm. Thiếu chủ nói, Tiêu Viêm là muốn đi học viện Vân Lạc, mà hắn Lâm Đao đại ca cũng tại học viện Vân Lạc, hắn đã để Tiêu Viêm cho Lâm Đao mang lời nói, cho nên, thiếu chủ, mời ngài không muốn đối Tiêu Viêm xuống tay. Thanh niên phí sức đem âm thương nói cho hắn, dùng hết lượng uyển chuyển ngôn ngữ nói ra. Oanh! Trước mặt âm cửu huyền nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh người, thanh niên phản ứng không kịp, trực tiếp bị cỗ khí thế này lật tung, chật vật bay ngược mà ra, đụng vào trong đại sảnh hình trụ bên trên, gần như đau ngất đi. Âm cửu huyền lúc này sắc mặt âm hàn, trong mắt phẫn nộ nhảy lên, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, vị này huyền âm môn môn chủ trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Thật sự là con trai ruột của ta. Âm cửu huyền sắc mặt dữ tợn, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi đem mấy chữ này từ trong hàm răng gạt ra, hai mắt bên trong lửa giận ngập trời. Còn mời ta, hừ, đoán chừng là để ta đi. Tiểu tử ngu ngốc này, coi là tìm hiểu thấu đáo lớn âm linh thuật, huyền âm môn liền không ai có thể trị được hắn sao? Cơ hồ là gầm thét, âm cửu huyền hai mắt đỏ ngầu, thân là một cái phụ thân cùng môn chủ tôn nghiêm nhận nghiêm trọng khiêu khích, khiến hắn như thế nào chịu? Môn chủ bất giận, thiếu chủ thiên phú dị bẩm, tương lai tiềm lực không thể đo lường, ta huyền âm môn có thể hay không đại hưng, liền toàn bộ nhờ thiếu chủ. Nhìn thấy âm cửu huyền lúc này bộ dáng, vị trí cao nhất một cái áo xám lão giả thở dài một tiếng, đứng dậy nói khẽ, đối với kiêu căng bướng bỉnh thiếu chủ, hắn cũng là không có biện pháp. Thấy âm cửu huyền đem ánh mắt bén nhọn quét về phía mình, áo xám lão giả trong lòng khổ cười một tiếng, trầm ngâm chỉ chốc lát, ôm quyền nói, thiếu chủ tâm tính ngài cũng biết, tôn kính cùng tuổi cường giả, lại càng thêm xem thường cùng tuổi kẻ yếu, đã thiếu chủ đã tán đồng Tiêu Viêm, không bằng liền đem nó bỏ qua, bằng vào thiếu chủ quan hệ với hắn, nói không chừng ngày sau sẽ trở thành ta huyền âm môn một sự giúp đỡ lớn. Nghe áo xám lão giả, trong đại sảnh còn lại già lão sắc mặt đều là khẽ động, lập tức trong ánh mắt đều là lộ ra nét mừng, thiếu chủ cùng Tiêu Viêm đều là ngút trời kỳ tài, hơn nữa còn là môn chủ thân mật Ngọc Tiên tử thủ hạ người, nếu như cùng Tiêu Viêm tạo mối quan hệ, chờ bọn hắn trưởng thành, tuyệt đối đều là một phương nhân kiệt, cho đến lúc đó, huyền âm môn tuyệt đối có vấn đỉnh tinh vực nhất lưu môn phái thực lực. Cùng các trưởng lão ý nghĩ khác biệt, âm cửu huyền lại là sắc mặt âm lãnh, Ngọc Tiên tử sự tình toàn bộ huyền âm môn chỉ có hắn biết, những người khác cho là hắn cùng Ngọc Tiên tử là quan hệ vợ chồng, nếu như Bạch Ngọc Linh Liên còn tại trong tay của mình, áo xám lão giả cũng là chưa chắc không phải một cái tốt đề nghị, làm sao Ngọc Tiên tử cầm tới Bạch Ngọc Linh Liên, giữa bọn hắn, nhất định có một trận người chết ta sống chiến đấu. Âm cửu huyền lặng lẽ nhìn thoáng qua toàn bộ trong đại sảnh trưởng lão, tất cả mọi người là một mặt vui mừng, âm cửu huyền trong lòng vô lực gầm thét mấy tiếng, nhưng hắn cũng biết, mình bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do để phản bác áo xám lão giả. Nhẹ gật đầu, âm cửu huyền cưỡng ép lộ ra vẻ tươi cười, xem như đáp ứng, nhưng là trong lòng lại là lửa giận ngập trời. Huyền âm môn tất cả trưởng lão có thể nói là không đáng tin cậy, như vậy chỉ có chính mình tự mình ra tay. Tiêu Viêm nếu như thức thời, ngược lại là có thể lưu lại, chẳng qua Ngọc Tiên tử lại là phải chết, nếu để cho nàng khôi phục nguyên bản thực lực, lấy nữ nhân kia thiên phú vượt qua mình tuyệt không phải việc khó, cho đến lúc đó chính là mình chết không có chỗ chôn. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 49 đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới. Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và comment những ý kiến của mình vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để cập nhật tập 50 sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.